Khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt cũng đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự với bà con có Bí thư quận ủy Thốt Nốt Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Trong năm qua, Ban công tác mặt trận khu vực Long Thạnh 1 đã vận động mạnh thường quân, cơ sở tôn giáo tặng 535 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền trị giá 80 triệu đồng. Vận động sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 25 triệu đồng. Vận động được 30 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo, giúp đỡ 9 hộ thoát nghèo và 4 hộ cận nghèo. Đến nay khu vực còn 13 hộ nghèo và 32 hộ cận nghèo.